Em lấy chiếc xe dằn nhất. Mấy chiếc đó là mấy chiếc siêu xe không đó em? Phải không? Dạ. Mấy chiếc dằn nhiều là siêu xe không đó, gồng nó thấp chùm như nè, ngồi lên tưng tưng chạy từ quận 2 qua quận nhất là đẻ luôn đó. Dạ thì mẹ em mới kêu là lên đó ngồi đi, bây giờ đi mua bánh canh đi, để coi như thế nào. Thì chồng em còn cố gắng chạy vô mấy cái ổ gà nữa. Trời ơi, có ông chồng xứng đáng luôn trời. Xe đó là xe gì? Không, chiếc Mini Cooper thôi. Nhỏ xíu, thấp chuẩn. Dạ, thì chồng em chạy vô mấy ổ gà. Tại vì xe đó là kiểu hơi dạng thể thao, cho nên là nó đã dằn, nó không có độ êm. Cho nên chồng em lại cố gắng vô mấy ổ gà để cho em có dấu hiệu đẻ. Nhưng sau một hồi em đi mua về em vẫn không có dấu hiệu đẻ. Đi về xong mẹ em kêu, mày vẫn chưa chịu đẻ luôn. Bây giờ con không có mắt thì giờ làm sao? Nhưng mà tại thường em thấy là khi mà khoảng thời gian em mang bầu á, con em nó hay gò lên. Nó gò cứng lên thì em thấy cái chuyện nói chuyện bình thường, em đâu có biết đâu. Cái mẹ em kêu, trời ơi cái này là gò mắt đẻ đó má. Gò là gò mắt đẻ đó má. Cho nên là hả, đi đẻ liền. Mà tại vì chồng em là cái con người gọi là chill á. Chồng em kiểu nha, từ từ. Cái mẹ mới kêu mày đừng có đụng vô bất cứ cái thứ gì là vỏ sách hay cái gì hết trơn á. Cái vía đó gọi là cái, dạ, cái vía đẻ. Cái vía đẻ á, tại vì mẹ em là một người rất là nhanh nhẹn. Cho nên là mẹ em kêu mày đừng có đụng vô gì hết trơn, mất công vợ mày đẻ lâu lắm. Mẹ ở nhà đi. Cái xong nó, ủa gì chồng con không đeo á? Người ta chở sau. Giờ tao chở mày đi trước. Thì mẹ em là lên một cái là đạp dèo. Nó cũng suôn sẻ chứ không phải là chắc chồng em chắc à. Chứ em ngồi mấy ngày trong bệnh viện ngu quá. Thôi đừng có nói vậy tội không. Dạ em xin lỗi, dạ em xin lỗi anh nha. Không, nhưng mà cái vía đó thực ra có rất nhiều người tin nha. Thế hệ mẹ rồi bà của chúng ta thì những cái quan điểm đó là họ tin lắm. Cho nên là ai là người được gọi là cầm tay bà bầu đi đẻ là được chọn mặt gửi vàng. Rồi sau đó là ai là cái người mà cầm cái cây muỗng đầu tiên chạm vô môi em bé cũng được chọn mặt gửi vàng. Nói chung có rất là nhiều những cái quy tắc đó, theo kiểu truyền miệng dân gian lại. Biện cái nữa là con em nó không. Em tên là Minh Anh, thì mọi người hay gọi em là Joyce Phạm. Đây là con gái của một nhân vật đặc biệt. Thật ra nói em là một nhân vật đặc biệt thì cũng không có sai đâu. Tại vì Không có thích hả? Em không thích hả? Không có sai. Dạ em cũng không có thích cho lắm. Nhưng mà thật ra thì nó lại vậy. Dạ nó lại vậy. Khi mà em ra ngoài đường á thì mọi người kiểu hay dùng từ là rich kid. Đúng rồi. Thì nhưng mà em lại không thích cái từ đó. Là tại vì vợ chồng em cũng là đi làm cũng như những người khác thôi. Ở ngoài đời thì em muốn em như người bình thường. Chị rất là thắc mắc là tại sao em lại đồng ý tham gia một cái chương trình như thế này. Em thấy là chương trình dễ thương nè. Xong rồi em cũng là một bà mẹ bỉm sữa. Em cũng có xem vài tập, em thấy là chị Ngọc Lan với chị Tô Nha cũng nhiều khi cũng rơi nước mắt rồi này nọ. Thì em thấy là hơi buồn á. Em muốn lên đây chia sẻ, em muốn là tạo một cái không khí khác. Em không muốn là buồn nữa, em muốn là tất cả đều vui vẻ hết. Ok, hy vọng là ngày hôm nay phim trường của chúng ta sẽ ngập tràn tiếng cười. Lần đầu tiên em biết tin mình có thai, cảm giác em như thế nào? Em là người không có quan tâm tới chu kỳ của em. Tự nhiên cái tháng đó tự nhiên cái em quan tâm tới, em không biết lý do sao. Cái xong cái em mới nhờ một bà vú của em là bà vú đó nuôi em từ hồi nhỏ cho tới lớn luôn. Đâu thử đi mua que thứ hai về xem. Em là người thử mà em còn không sợ, mà bà vú của em lại lo. Bà vú, tao thương vú vậy. Bà vú kiểu, trời ơi tao lo cho mày quá, tao không biết là mày làm sao nữa. Rồi lỡ mày có bầu rồi giờ làm sao. Em hai vạch, là hai vạch đỏ luôn, là không có bị nhạt luôn á, nó đỏ quét luôn, nó rất rõ ràng, nó rất là rõ ràng, mặt. không có nói gì được luôn. Nhưng mà tại thường em hay đọc á thì em nghĩ là nhiều khi là trong cái hóc môn thì có thể là thay đổi á, rồi nhiều khi nó sẽ làm cái việc có thai thành nhiều khi thai giả. Em chỉ sợ như vậy thì em mới kêu là thôi đi mua thêm một que nữa đi để thử cho chắc chắn. Thì khi mà em đi mua về á lại thử thêm một lần nữa thì là hai vạch rõ ràng luôn. Nhưng mà lúc đó ông chồng của em thì bên ngoài bấm game, không có quan tâm gì hết trơn á, cũng không có biết cái sự kiện đang diễn ra không? Ông không hề biết được cái sự kiện đang có diễn ra. Có nghĩa là em với bà vú âm thầm bí mật. Âm thầm ở trong toilet khóa cửa lại cho tôi. Bấm nghe đúng rồi em. rồi sao? Cái xong cái thôi, bây giờ đi bệnh viện khám cho chắc. Thì á, tôi mà là nhà sản xuất que thứ hai, tôi coi chương trình này tôi tổn thương ghê gớm. Không ai tin hết. Tập này đến tập khác. Em kêu chồng em là anh chở em đi vô bệnh viện đi. Mà đáng lý ra thường em nghĩ là nếu mà em nói đi vô bệnh viện thì chồng em phải hỏi là tại sao. Đúng rồi. Mà ổng không hỏi, ổng kêu ok đi đi. Giống đi chơi vậy.
thậm chí anh đi uống trà sữa đi, người ta còn hỏi uống trà sữa loại gì nữa, đúng không? Sao chồng em đáng yêu vậy? Tới vô trọng ổng vẫn chưa hỏi em là đi khám cái gì. Mà cái bệnh viện đó nó ghi tên là bệnh viện phụ sản chưa? Dạ, bệnh viện quốc tế phụ sản. Nhưng mà chồng chồng em nghĩ là em vô trọng khám kiểu của phụ khoa á, của phụ nữ á, nguyên một cái sổ khám thai trần dần đó mà ổng cũng không nghĩ tới, ổng cũng không hỏi em luôn. Em chỉ biết là em đi đóng tiền sao em đi vô thôi. Có khi nào có tình trạng mù chữ cục bộ diễn ra không ta? Mù chữ cục bộ kiểu là kiểu là tự nhiên lúc đó không đọc được chữ vậy thôi. Vậy là mù chữ gián đoạn á chị ơi, kiểu vậy á, cho nên là chị đang không biết là có cái chứng đó trên đời không. Rồi ổng tỉnh queo. Ổng tỉnh queo à, có một mình em đi vô thôi. Tức lúc đó em nói ủa tại dạ, sao bây giờ không là, nói một cái gì. Lúc đó là em giận lắm, em không thèm nhìn mặt ổng luôn. Mà ổng cũng không biết em giận luôn. Dạ, không biết luôn. Em đi vô phòng thì bác sĩ là kêu là ủa con đi đâu vậy? Con đi đâu hả? Hình như con lộn phòng rồi, phòng khám phụ khoa kế bên. Ở đây phòng khám thai dành cho người lớn. Có nghĩa là với bác sĩ em vẫn chưa lớn. Dạ đúng. Bạn còn chút xíu à. Trời, lúc đó là em kiểu em mặc áo thun đồ này nọ nữa, nhìn nó bình thường đó. Nhìn em chắc lúc đó có học sinh cấp 2 thiệt luôn á. Cho nên là bác sĩ mới kêu là thôi đi qua phòng kế bên đi. Cái em mới kêu là em đi khám thai thiệt. Bác sĩ nói là ủa có chắc chắn không vậy? Sao thấy giống như là giống như vô giỡn chơi chơi thôi. Cái em mới nói một hồi thì bác sĩ mới khám. Thì bác sĩ cho thuốc uống bồi dưỡng đồ này nọ. Thì tới lúc đó cái bà chị của em mới nhắn tin cho chồng em là Tâm, mày có biết vợ mày đi khám cái gì không? Ổng kêu là chắc đi khám phụ khoa bình thường thôi. Cái bà chị kêu là không có đâu, đi khám thai đó. Mà tới đó chồng em vẫn chưa tin được là em đi khám thai. Chồng em vẫn hỏi là ủa, có giỡn không vậy? Chuyện này không có vui đâu nha, đừng có giỡn. Để em ráo không? Lúc đó là em đã giận rồi, em không thèm quan tâm tới nữa. Cái đẩy em vậy nè, cái kêu là đi khám thai phải không? Cái em kêu là không có, đi khám phụ khoa. Lúc này là em giận ngược lại rồi. Hờn em không thèm nói nữa. Cái ổng kêu là biết hết rồi nha, đừng có giấu đi nha. Cái em mới kêu là hả? Biết thì sao? Hồi nãy sao không hỏi đi, giờ hỏi tôi làm cái gì tôi không thèm trả lời nữa. Lúc đó em giận là nguyên một ngày luôn, em không thèm nói chuyện tới nữa. Rồi ngày hôm sau có hết giận không? Dạ có chứ. Chứ giận thì vì ổng kêu là giận nhiều quá rồi em bé mốt nó ra nó nhăn ngoài đó. À chứ lại là kiểu thường là em nghe nói là nếu mà mình ghét người nào á là sẽ mốt đẻ con ra là giống vậy. Em đẻ con trai thì em nghĩ con trai đẻ ra sẽ giống em, nhưng mà không, giống y đút ổng luôn, không có một cái gì giống em hết trơn á. Đẻ mướn hai em. Dạ mẹ em kêu là em đẻ mướn. Bây giờ mình kể chi tiết một cái quá trình mình mang thai nó như thế nào nè, rồi lúc đó ổng mới bắt đầu là mình ổng mới xác nhận chưa? Ông mới xác nhận là mình chuẩn bị làm bố rồi. Dạ chưa. Chưa luôn. Dạ chưa, tới lúc em đẻ ông dừng còn chưa nghĩ ông làm bố nữa. Cái gì vậy? Vậy rồi ông chăm em trong quá trình mang thai nó như thế nào? Ông kiểu nè, em thèm gì là ông ăn chung với em cái đó luôn. Nói chung là em ăn miếng khi em đẻ của chồng, em ăn miếng khi em đẻ của chồng. Đồng cam cộng khổ vậy ha. Em không có cho ăn riêng. Cuối cùng đứa nào lên ký? Vợ chồng em. Nghi lắm mà. Vợ chồng em. Nghi lắm mà. Tôi vẫn chưa hình dung được vai trò của ông chồng nó nằm ở cái chỗ nào. Nằm ở chỗ ăn chung đó. Ăn chung thôi đó hả? Ăn chung đó. Ăn rồi kiểu không làm em giận hay này nọ thôi. Đó đó, đoạn này là bắt đầu chị mới hỏi là tại vì với một ông mà giờ đã đi khám thai rồi mà ông vẫn xác định là ê chuyện này giỡn không có vui nha, thì trong suốt cái thai kỳ như vậy thì ông có làm em nổi điên không? Em không dám so sánh với những người đàn ông khác. Nhưng mà đối với em thì em thấy là ổng kiểu hoàn toàn lột xác á. Giống như là cái gì ổng cũng chiều em hết trơn á. Cái gì cũng đặt em lên là đầu tiên. Em thích ăn cái gì là ăn chung với em cái đó. Vừa chiều mà vừa chịu đựng. là em thấy là em cọc lắm luôn á. Là bình thường là con người em rất là khó tính. Cộng thêm đó cái có bầu là em kiểu gấp đôi, gấp ba lên luôn. Là cái gì em cũng kiểu bây giờ không sao, trời ơi, ổng có chịu nghe không? Đó kiểu á. Em muốn la gì em la đi, anh không có nói gì hết á. Em la xong hết rồi thôi. Mà em lại kiểu ủa tôi la sao không nói. Ủa tôi la sao không nói. Ngang ngược vậy đó. Nó bắt đầu về đúng cấu trúc cảm xúc của một bà bầu rồi đó. Em không có cố ý như vậy, em cũng không có muốn có luôn. Bà bầu nào ngồi đây mà nói là em lúc đó em cố tình chị không, tất cả chúng ta đều thân không, em thân thiện lắm, em bình thường tại con nó làm em như vậy chứ không phải là em muốn như vậy đâu. Đó. Tại con nó làm em như vậy chứ không phải là em muốn như vậy đâu.
không phải nói cái câu nào mà em cảm thấy ok kìa. Nhưng mà không có câu nào em ok hết. Dạ không có ông câu nào. Ông nói câu nào em cũng cảm thấy là tại sao như vậy mà anh vẫn có thể nói được. Cái gì em cũng thấy em bắt bẻ được hết trơn á. Tại sao anh nói vậy đấy, anh phải nói vậy 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 nè. Vậy vậy em muốn anh nói sao? Ông muốn tôi nói sao, ông cũng không hiểu tôi nữa hả? Trời ơi đó, thêm một loại ngang ngược nữa theo kiểu như nè. Ủa em muốn gì anh phải tự biết chứ. Trời đúng ơi rồi, đúng rồi. Sao mà biết được. Chị hỏi nè, trong cái quá trình mà em mang bầu, thật sự ra thì em được nhận được rất là nhiều cái sự quan tâm từ cộng đồng mạng, trong đó có cả chị nữa. Bạn này có đầy đủ những cái điều kiện mà một bất kỳ một cô gái nào cũng muốn hết á. Sinh ra là ở vạch đích rồi, cho nên là tất cả những cái gì em có được nó là cái điều ao ước của rất nhiều chị em phụ nữ. Nhưng mà có một thứ chị tin là không ai muốn, và có thể là Minh Anh cũng không muốn đâu, đó là gì biết không, đó là đời tư của mình, nó có vẻ không còn là của mình nữa. Vậy thì khi em mang thai đó thì sao? Có những cái comment á là em thấy lúc đầu thường á, với bản tính của em là em sẽ phản bác lại, nhưng em nói theo kiểu là vẫn tôn trọng người ta, còn nếu người ta không tôn trọng em thì em mới bật ngược lại. Nhưng mà sau đó thì cái lúc mà em mang bầu thì cái cảm xúc á nó sẽ khác á, em đọc á thì em cũng không muốn nói nữa, nhưng mà sau đó thì em sẽ khóc, tức lắm đúng không, bị em tức á, em bị ức á, em không có nói được gì nhiều. Giống như nhiều khi em mang bầu em ra ngoài á, cái xong người ta nhìn em quá trời luôn, cái người ta nói ủa này nhiêu tháng mà sao bụng bự dữ vậy, hai đứa này có bầu trước khi cưới hả? Có nhiều người họ kỳ lắm. Xong rồi họ nói là ủa này chắc không ăn gì hết hay sao, giống như kiểu giữ dáng hay như thế nào, những cái câu đại khái giống như vậy á, thì kiểu làm em kiểu buồn, tối về thì kiểu khóc riêng với chồng. Nhiều khi có vài tờ báo cũng ghi luôn ái nữ nhà Minh Nhựa hay như thế nào đó, tại vì em cực kỳ ghét cái cụm đó luôn. Tại sao không gọi em là trôi phạm một bình thường thôi, tại sao phải gọi là ái nữ nhà Minh Nhựa, dùng những cái đó để giật tít lên á, thì em cảm thấy là em hơi buồn một xíu. Chồng em thì tại vì em nói là chồng em là một người con người vô tâm á, thì những cái đó không tác động lên chồng em được, tất cả những thứ xung quanh là không có gì tác động lên chồng em được hết trơn á, cho nên là chồng em kêu là thôi bỏ qua đi, chỉ nhờ những cái lời nói thôi, chứ họ đâu có biết được là cuộc sống của em như thế nào đâu mà em quan tâm tới làm cái gì. Quan trọng giờ là hả con em như thế nào kìa. Giờ em buồn tự nhiên muốn ăn xanh ra con em buồn rồi sao? Em có muốn vậy không? Thực ra mình không cản được dư luận. Chúng ta sống kiểu gì chúng ta cũng có dư luận. Em thấy là nghèo hay là giàu gì cũng bị nói hết trơn á. Giàu thì kiểu là ủa mấy đứa này á dùng tiền vậy sao không đi làm từ thiện đi. Vậy em hỏi ngược lại, làm sao bạn biết tôi có từ thiện hay không? Bây giờ tôi công khai ra rồi, bạn lặp lại ngược lại, bạn hỏi tôi ủa này khoe hả? Đi từ thiện mà hả? Khoe lên làm cái gì? Với chuyện mang thai thì ủa dạo vậy có gì đâu khổ. Ủa cái chuyện mang thai mà cái đôi khi tiền bạc nó không ảnh hưởng, nó gọi là nó là phương tiện để chúng ta chăm sóc thai kỳ. Nhưng cái thai kỳ đó nó như thế nào chỉ có cái người mẹ đó họ cảm nhận được cái sức nặng, cái sức nhẹ, cái sự khổ, cái sự sướng của thai kỳ thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ luôn nghe những cái điều đó. Cho nên chốt lại rằng là chúng ta chỉ mong rằng là cái nhìn của những người xung quanh vào cuộc sống của một ai đó đó, thì từng người hãy cố gắng kiểm soát, để lưu ý rằng đôi khi chính cái sự vu vơ của mình có thể đã làm tổn thương người khác rất là nhiều. Bây giờ mình tới cái ngày đi sinh nè, có cái gì đặc sắc chị nghĩ là chắc vui lắm á. Trước dự sanh là một ngày á, mẹ em hỏi câu ủa mày chưa đẻ nữa hả, tao thấy cái bụng bầu của mày hoài vậy. Cái em kêu giờ con không mắc đẻ rồi giờ sao giờ. Cái mẹ em kêu là thì mày làm sao chưa nó đẻ đi chứ, tao thấy mày ôm cái bụng bầu hoài. Làm sao là làm sao, trời ơi mẹ đã đẻ một đứa con rồi mà mẹ hỏi là giờ làm sao cho đẻ đi, con cũng không biết trả lời sao nữa. Sao cái mẹ em kêu là thôi bây giờ tao có cái cách này, giờ mẹ em thèm bánh canh ở Nguyễn Trãi mà mẹ em ở bên quận 2 á. Thì mẹ em kêu là bây giờ chở nó đi mua bánh canh đi. Chồng em lấy chiếc xe dằn nhất. Mấy chiếc đó là mấy chiếc siêu xe không đó em, phải không? Mấy chiếc dằn nhiều là siêu xe không đó, gặp nó thấp chụm như nè, ngồi lên tưng chạy từ quận 2 qua quận nhất là đẻ luôn đó. Dạ thì mẹ em mới kêu là lên đó ngồi đi, bây giờ đi mua bánh canh đi để coi như thế nào. Thì chồng em còn cố gắng chạy vô mấy cái ổ gà nữa. Trời ơi, có ông chồng xứng đáng luôn trời. Xe đó là xe gì? Không, chiếc Mini Cooper thôi. Nhỏ xíu, xe hấp dẫn thôi. Dạ, thì chồng em chạy vô mấy ổ gà. Tại vì xe đó là kiểu hơi dạng thể thao, cho nên là nó đã dằn, nó không có độ êm. Cho nên chồng em lại cố gắng vô mấy ổ gà để cho em có dấu hiệu đẻ.
Nhưng sau một hồi em đi mua về em vẫn không có dấu hiệu đẻ. Đi về xong rồi em kêu mày vẫn chưa chịu đẻ luôn. Bây giờ con không có mắt thì giờ làm sao? Nhưng mà tại thường em thấy là khi mà khoảng thời gian em ăn bầu á, con em nó hay gò lên. Nó gò cứng lên thì em thấy cái chuyện nói chuyện bình thường, em đâu có biết đâu. Cái mà em kêu trời ơi cái này là gò mắt đẻ đó má. Gò là gò mắt đẻ đó má. Cho nên là hả, đi đẻ liền. Mà tại vì chồng em là cái con người gọi là chill á. Chồng em kiểu nha, từ từ. Cái mẹ mới kêu mày đừng có đụng vô bất cứ cái thứ gì là vỏ sách hay cái gì hết trơn á. Cái vía đó gọi là cái vía đẻ. Cái vía đẻ á, tại vì mẹ em là một người rất là nhanh nhẹn. Cho nên là mẹ em kêu mày đừng có đụng vô gì hết trơn, mất công vợ mày đẻ lâu lắm. Mẹ ở nhà đi. Cái xong nó ủa gì chồng con không theo á. Người ta chở sau. Giờ tao chở mày đi trước. Thì mẹ em là lên một cái là đạp dèo. Nó cũng suôn sẻ chứ không phải là chắc chồng em chắc à. Chứ em ngồi mấy ngày trong bệnh viện luôn quá. Thôi đừng có nói vậy tội không. Dạ em xin lỗi, dạ em xin lỗi anh nha. Không, nhưng mà cái vía đó thực ra có rất nhiều người tin nha. Thế hệ mẹ rồi bà của chúng ta thì những cái quan điểm đó là họ tin lắm. Cho nên là ai là người được gọi là cầm tay bà bầu đi đẻ là được chọn mặt gửi vàng. Rồi sau đó là ai là cái người mà cầm cái cây muỗng đầu tiên chạm vô môi em bé cũng được chọn mặt gửi vàng. Nói chung có rất là nhiều những cái quy tắc đó theo kiểu truyền miệng dân gian lại. Biện cái nữa là con em nó không chịu ra. Đó mẹ nhanh đó, mẹ cũng rất nhanh đó. Rồi sao? Y tá nó nói là thấy được cái đầu em bé luôn rồi, chỉ cần em vô em rặn một cái là ra liền. Nhưng mà nó không chịu ra. Em nằm hoài nó không chịu ra là không chịu ra. Con em nó lì lắm luôn á. Em phải dùng cái thuốc dục sinh á. Dục sinh. Em phải tiêm cái thuốc đó mà em phải tiêm 3 tới 4 lần luôn nó mới chịu ra. Vậy là tổng thời gian là bao lâu? Là tầm từ tối cho tới sáng là chắc cũng lâu á. Cũng 12 tiếng á. 12 tiếng. 11, 12 giờ là em đã vô bệnh viện rồi. Thì khi mà em tiêm vô á thì cái em nằm ngủ được cũng giấc. Mà mỗi giấc vô cái một bà y tá vô. Mà trước đây em hỏi ủa một chị vô được không? Tại em ngại quá, em không muốn ai cũng nhìn thấy của em hết trơn á. Tại em hỏi mẹ em là chị một mình chồng mình nhìn thôi hay sao? Đâu? Nguyên ekip nhìn hết. Mà em không có muốn ai nhìn của em hết luôn. Cái mỗi lần vô cái mỗi chị khác nhau à. Vô cái chưa nở. Vô cái một phân. Vô cái hai phân. Cái hồi cái tự nhiên cái đang ngủ 7 phân rồi nha, đẻ nè. Kêu hả cái gì đẻ hả rồi. Khi mà đợi em bé ra là đã thấy được cái đầu của em bé rồi. Thì y tá kêu là em chỉ cần rặn ra một cái là ra liền. Mà lúc đó là mẹ em kêu á, bây giờ nha, mẹ dặn con đừng có cho chồng con thấy những cái hình ảnh đó, tại không thì sẽ bị ám ảnh ở trong đầu. Mà cô y tá đụng cái Tam Tam qua đây coi nè, đầu em bé nè con. Đầu em bé nè. Cái em mới kêu là ủa đừng có cho nhìn được không cô? Không sao hết trơn á, không sao. Vô còn lấy nguyên cái đèn nó rọi thẳng rồi. Rất là tận tâm luôn. Tại chồng em không có thấy, chồng em nói đâu. Nè, nguyên cái đầu này thấy không nè, cái này là cọng tóc nữa nè, thấy chưa? Mẹ em rặn á, khi mà em rặn thì bác sĩ kêu cái gì vậy? Rặn mà giống như rặn đi vệ sinh vậy. Thì em kêu là tại em đẻ đứa đầu em đâu có biết rặn sao đâu. Em cứ vậy hoài à. Cái ông kêu là đừng có rặn vậy, lấy hết hơi rặn đi. Em rặn cái đúng 10 phút là em đẻ được. Thì khi mà em đẻ xong cái phần em nghĩ là vui là ông bác sĩ ổng làm cho tinh thần của mình thoải mái á. Ổng kêu là ừ rồi giờ bác may cho con thành gái 18 nha. Bác vi diệu. Bác tâm lý quá. Bác quá vi diệu. Khi mới nhắc nhở chồng em là gái 18 đó nha. Gái 18. Lúc đó là em lo em nhìn xuống bác sĩ là may của em á. Ông may lên vậy nè, mày xem thấy ba hồi á, màu này rồi ba hồi màu kia cái cái gì vậy? Là ba kia. Là do em thấy hay là thật sự sau đó em check lại, em kiểm tra lại là nhiều màu thiệt. Kia em hỏi là ủa bác may cho con nhiều màu hay sao vậy, con đâu có nhu cầu nhiều màu đâu. Thì em thấy là ba hồi màu đỏ rồi ba hồi màu nhiều trắng bà rồi mắt ba bà ơi. Cái bác sĩ kêu là dạ máu của con á. Dạ máu của con á. Good girl. Dạ cái may mà em nghe được cái tiếng mà kêu cắt á. Đúng rồi, may sống là em. Cái tiếng kêu cắt mà nghe cái tiếng nghe ghê lắm. Nhưng mà em cũng không có quan trọng cái khúc đó. Em chỉ quan trọng cái khúc là tại sao chỉ nó nhiều màu á.
Ồ, bác đang kêu hoa trên gấm á. Em đang định hình là tại sao chỉ nó nhiều màu. Cái em không có nhớ lại là em không biết mẹ em có nói là chỉ có nhiều màu hay không. Em định hỏi bác là ủa con có được chọn màu không mà sao bác mang. Em nghĩ được tới vậy luôn rồi. Cái giây phút mà khi con của em nó ra được rồi và em đón con da kề da, cái cảm giác của mình lúc đó nó như thế nào? Em còn nhớ được cái tiếp xúc da với con không? Dạ nhớ. Cái lúc đó là em đang nằm, cái mới để lên. Mà khi mà con em để lên đó là kiểu lúc đó là thật sự là rất là, gọi chắc không biết diễn tả cái cảm xúc như thế nào mà rưng rưng. Nó rưng rưng mà em vậy mới hiểu được cảm giác là của mẹ em khi mà ẵm em trên tay như thế nào á. Mẹ em kêu là lúc đó là mọi cái đau khác mà mình không quan tâm luôn, mình chỉ quan tâm cái chuyện là ẵm con mình á, rồi để nó trên người rồi ôm nó thôi. Kiểu khi mà ẵm được đứa bé ra một cái là bắt đầu là vợ chồng bắt đầu hòa khóc luôn. Mà khi mà em mới rơi giọt nước mắt xuống, cái bà y tá kêu ủa làm gì khóc. Cô y tá hỏi kỳ quá. Dạ, cô y tá làm tụt mút dữ vậy cô. Cho mọi người làm gãy tâm lý hết trơn rồi. Gãy tâm lý hết trơn luôn. Cô y tá hỏi làm gì khóc. Dạ, con đẻ đứa con khóc chứ cô. Mình phải vui lên chứ. Tại sao phải khóc? Mút đi luôn. Rồi em có nói là cô có biết vui trào nước mắt là gì không? Con đang vui trào nước mắt. Có cái, những cái thể loại vui là vui trào nước mắt đó. Rồi chuyện chăm con sau sinh nó như thế nào? Tại vì em là em đang muốn là chính bản thân em và chồng phải chăm thì mới hiểu được cái cảm giác là chăm con cực khổ như thế nào. Mẹ em chỉ là cách như thế nào thôi. Còn còn lại là mình phải tự làm. Nhưng mà chồng em được, tự nhiên cái lúc đó ổng tâm lý. Ông chồng em là bây giờ là hết chiêu rồi. Dạ hết chiêu rồi. Hết chậm rồi đúng không? Dạ hết chậm luôn rồi, là mọi thứ đều nhanh nhẹn hết. Là chồng em được một cái là ừ thôi em ngủ đi, anh chăm con cho. Em nhắc sữa xong lần cái là chồng em canh rồi, chồng em cho con bú rồi này nọ. Nhưng mà ngược lại nếu mà mấy cái ngày mà ổng mệt quá thì đổi ngược lại là em canh. Nhưng đôi khi vậy nè, có những bạn nhỏ rất là hợp tác, bạn ngủ một giấc ngon lành nguyên đêm. Cho nên mấy ông ba để anh chăm con ban đêm đi, cho em ngủ đi không sao đâu. Nhưng mà thực ra anh cũng ngủ chung với đứa nhỏ, không được chỉ chớm chọi á. Chồng em là có cài giờ luôn. Là cứ 2 tiếng, cách 2 tiếng là cứ dậy cho con 4 lần, cứ cách 2 tiếng là cho con 4 lần. Ví dụ như cách 2 tiếng anh thức dậy mà con nó đang ngủ không đợi bú, cũng đập nhỏ dậy bắt nhỏ bú hay dạ, sao? Dạ cho nhỏ dậy bú luôn. Tại vì chứ không thôi là nhỏ đói là cứ ổng không quan trọng là nhỏ đang làm gì hết trơn, cứ cách 2 tiếng là cứ ẵm vậy bú. Trời ngay khoa học ngay bây giờ khoa học một cách ngang ngược. Trời hồi phục chưa đôi trẻ đó. Là em với chồng em đó. Bút lịch chưa em? Dạ thì cái chuyện bút lịch chắc là mới đây. Trước lúc đó thì chồng em không có nhu cầu. Thì em cũng hơi buồn. Em có khi nào ổng thức khuya nhiều quá, ổng chăm nhỏ mệt không? Em thì lại nghĩ là có nào tại xấu không? Cái ổng chứ là ổng không có nhu cầu nữa. Cộng thêm một phần là lỡ chăm mệt thì sao? Hai vợ chồng có ngồi tâm sự. Tại em chịu không có được á. Không phải là em không phải là cái nhu cầu cao, nhưng mà mình phải đối thoại chứ, đúng mà rồi. Tại vì em chỉ sợ cái đó thì làm cái gia đình nó bị tụt xúc đi đó, thì em không muốn, thì nên hai vợ chồng mới ngồi tâm sự. Thì ổng mới kêu là tại vì anh nhìn thấy cái lúc mà em trên bàn xanh á, ổng nhìn thấy thương quá nên xong sau đó là ổng cảm thấy là gia đình cũng có đứa con, có người vợ, có đầy đủ rồi thì cũng không có nhu cầu nữa. Ổng thấy tội nghiệp em, mất công em bị đau tiếp tục. Thì ổng cho nên là ổng giảm bớt cái chuyện đó của ổng. Dọn dẹp bản thân mình vậy đó. Trời cái ơi. Em mới kêu là giờ ông dọn dẹp với tôi nhưng mà ông đi với người khác cũng vậy thôi. Rồi sao? Là hoài nghi. Dạ. Rồi sao? Thì ổng kêu là không có đâu. Cái em kêu em không có tin đàn ông. Ổng mới kêu là không, bây giờ em tin đi. Mà giờ em tin hỏi thì bây giờ em có tin dạ. chưa? Cũng hơi thôi chứ. Không, mặt này là không hơi luôn á. Mặt này có vẻ không tin luôn á chứ không phải là hơi tại đâu. Em... thì bây giờ thì đã trở lại bình thường rồi, nhưng mà nói chung là không có nhiều như trước nữa. Tại vì cái lần đầu tiên của em á là em rất là đau luôn. Em đau mà kiểu hai đứa cột xúc lắm luôn á. Thì ổng là đau nha bạn, tôi đau. Tại vì vợ chồng em còn trẻ cho nên là nhiều khi sử dụng những cái xưng hô là bạn với tôi, ông với tôi này nọ. Cái ông kêu đau thôi chút xíu ráng chịu. Tôi không có chịu được, thôi nghỉ đi tôi không có cho làm nữa đâu. Cái xong cái đó là lần đầu tiên, cái xong cái lần thứ hai
cái cũng nhích thêm được một chút nữa, tức là lần sau nó có cải thiện hơn lần trước đúng không? Dạ con. Ừ, thì đó đã là một cái tín hiệu. Mỗi lần thì có mỗi cái khác nhau. Ừ. Tính ra chồng cũng hợp tác ha. Hợp tác. Và rất là thông cảm và thấu hiểu. Đúng rồi. Em nghĩ cái điều này á là do cái giây phút mà anh chồng ảnh ở trong phòng sanh với vợ mình, cho nên thật sự là vẫn khuyến khích những người phụ nữ đi sanh thì bác sĩ cho vào. Nếu mà gửi chồng thì chắc cảm ơn chồng vì đã thấu hiểu được em, với lại chăm lo cho con em, với lại mẹ em. Con ổng nữa đó trời, có phải con em không đâu. Con chúng ta với lại mẹ em đã truyền đạt cho em rất là nhiều kiến thức. Nếu mà không có mẹ em chắc em cũng không chăm con của em được. Đầu chương trình đó, em lại có một cái suy nghĩ như thế này nè. Ôi chắc bạn này chắc không khổ gì đâu. Tại vì bạn, như lúc đầu em đã nói là bạn sanh ra từ vạch đích rồi. Cái gì bạn cũng có, tất cả mọi cái đều trải sẵn con đường cho bạn đi rồi, chỉ việc là bạn đi nó như thế nào thôi. Nhưng sau khi mà nghe câu chuyện rồi đó, làm chỗ đi á đó, em mới lại thấy là bạn cũng như là những người phụ nữ khác, cũng là một bà mẹ, cũng là một cái người tự tay chăm sóc cho con của mình. Và bạn ý thức được một điều rằng là mình phải chăm con mình thì mình mới hiểu được con của mình. Chính xác. Rõ ràng khi mà các bạn xem chương trình này xong, các bạn sẽ có cái suy nghĩ khác về con gái Minh Nhựa. Ái nữ nhà Minh Nhựa đó, rất rất điên với cụm đó. Thật ra thì với câu chuyện ngày hôm nay, giống như Ngọc Lan nói, sẽ có nhiều những cái hoàn cảnh mà chúng ta thấy rằng là con đường đã được trải sẵn. Nhưng chốt lại thì mọi người đừng quên rằng là mỗi đôi chân đi trên từng con đường, chỉ có đôi chân đó cảm nghiệm được rằng là mình đang đối diện với cái gì. Độ dày mỏng của da chân của từng người là khác nhau. Dĩ nhiên là con đường gồ ghề thì nó sẽ làm chúng ta vất vả hơn khi đi trên một con đường bằng phẳng. Nhưng nếu như bạn không đi bằng chân của bạn thì thực ra không ai đi giùm mình. Cho nên chúng ta hãy quan sát và thấu cảm với những cái trải nghiệm của những người xung quanh. Thương được thì thương, còn thương không được thì chúng ta im lặng cũng là một cái cách tử tế. Rất là cảm ơn em đã mang câu chuyện của mình đến cho chương trình.